dương tố Shopee độc quyền vận chuyển và xử lý đơn hàng rất chậm trễ. Số lượng đơn hàng được giao cho đơn vị vận chuyển Shopee Express đang đột biến trong ngày tháng trở lại đây trên Shopee. Và rất nhiều người dùng đã than phiền về chất lượng dịch vụ vận chuyển vì trễ đơn hàng khi mua trên Shopee. Từ ngày 12 tháng 5 thì người mua hàng trên Shopee không được quyền chọn đơn vị giao hàng yêu thích. Và nhiều người dùng phản ánh phần lớn các đơn hàng này thì được chuyển cho Shopee Express giao. Nhưng đơn vị này thì xử lý đơn hàng hết sức chậm trễ. Shopee thay đổi chính sách vận chuyển. Cụ thể thì sau thay đổi vào tháng 5 thì người dùng có 3 lựa chọn giao hàng là giao hàng hỏa tốc, giao hàng nhanh và giao hàng tiết kiệm. Ứng dụng Shopee sẽ tự động chọn đơn vị vận chuyển. Và theo Shopee thì danh sách các đơn vị vận chuyển được sắp xếp theo các phương thức mới như sau. Hình thức đầu tiên chính là giao hàng hỏa tốc, gồm có các đơn vị như là Nowship, Grab Express. Và thời gian vận chuyển tính từ thời điểm người bán gửi hàng là từ 1 đến 2 giờ. Hình thức thứ hai đó chính là hình thức vận chuyển nhanh, gồm các đơn vị như là Shopee Express, Viettel Post, giao hàng nhanh GHN, giao hàng tiết kiệm GHTK, GNT Express, Ninja Vận, Best Express và thời gian vận chuyển là từ 1 đến 4 ngày. Phương thức vận chuyển thứ ba đó chính là phương thức vận chuyển tiết kiệm, thì gồm có đơn vị là VNPost và thời gian vận chuyển là từ 2 đến 6 ngày. Trong đó thì hai hình thức giao hàng phương thức vận chuyển nhanh và tiết kiệm thì sẽ tùy thuộc vào khoảng cách vận chuyển và khối lượng đơn hàng thì sẽ có phí vận chuyển mà khách phải chịu. Tuy nhiên thì nhiều người dùng cho biết khi mua hay là bán hàng thì chỉ có lựa chọn giao hàng duy nhất là giao hàng nhanh. Và hầu hết các đơn hàng này thì đều do một đơn vị là Shopee Express vận chuyển. Ví dụ, một trường hợp khách hàng có đơn hàng đạt từ 30 tháng 6 thì Shopee Express hẹn đến ngày mùng 1 tháng 7 lấy. Nhưng đến mùng 3 tháng 7 thì vẫn chẳng có shipper liên hệ. Việc này dẫn đến các đơn hàng bị trễ, các cửa hàng, các shop bị giảm uy tín và mất khách hàng. Chị Thủy Tiên, một người bán hàng trên sàn thương mại điện tử Shopee, bức xúc chia sẻ với phóng viên. Và theo thị Thủy Tiên thì dịch vụ Shopee Express có hai cách cửa hàng là gửi tại bưu cục hoặc là hình thức thứ hai. Shop sẽ yêu cầu shipper đến lấy hàng. Và nếu chọn đem đến bưu cục thì Shopee Express lại rất hạn chế về các điểm có thể gửi hàng. Và lấy ví dụ như tại thành phố Hồ Chí Minh thì chỉ có 3 bưu cục lớn. Còn lại là các điểm lấy hàng dịch vụ được Shopee thuê. Và những điểm này thường là các điểm cửa hàng tạp hóa hay là các cửa hàng tiện lợi và một số thứ khác, và không thể đảm bảo để gửi hàng hóa có giá trị cao. Và hầu hết các điểm lấy hàng thì đều rất xa, phải đi từ 10 cây trở lên thì mới có thể gửi hàng được. Và cũng theo chị Thủy Tiên thì nếu mà shop chọn hình thức là dịch vụ shipper đến tận nơi lấy hàng thì thường xuyên bị chậm trễ giờ. Shopee cho người bán hàng một khoảng thời gian nhất định để có thể chuẩn bị hàng hóa trước khi giao cho đơn vị vận chuyển. Và khi có hạn mà shipper vẫn không đến lấy hàng thì đơn hàng này sẽ bị trễ và người bán sẽ bị chính Shopee phạt, chị Thủy Tiên chia sẻ thêm. Và cùng chung với tình trạng như là chị Thủy Tiên thì người bán hàng có Facebook là Kim Ngân chia sẻ, mỗi buổi sáng thì đạt hơn 30 đơn hàng ở sảnh chung cư. Và đến cuối ngày thì các đơn hàng của giao hàng nhanh, giao hàng tiết kiệm thì đã được lấy hết. Còn riêng đơn hàng của Shopee Fresh thì vẫn còn nguyên, chưa thấy shipper nào có mặt. Và từ ngày Shopee không cho chọn đơn vị giao hàng nữa thì 80% các đơn giao bởi Shopee Fresh. Và ngày nào thì khách hàng cũng nhắn tin hỏi, sao trễ rồi mà hàng vẫn chưa tới người mua. Và người bán tên là Ý Thu chia sẻ trong hội những người bán hàng Shopee ở trên Facebook. Và rất nhiều người bán họ đã tắt đơn vị vận chuyển Shopee Express nhưng lại bị tự động bật lại và luôn ở chế độ ưu tiên cao nhất. Và chân thành xin lỗi khách hàng vì không còn cách nào khác để giao hàng nhanh hơn, một người bán tên là Nguyễn Cẩm Vân cho biết. Và khoảng một tuần gần đây thì bà Vân phải liên tục xin lỗi khách hàng vì Shopee Express luôn giao hàng trễ, giao hàng rất chậm và tự hủy đơn hàng của người mua hàng.
và không chỉ chậm trễ trong việc lấy hàng, thì dịch vụ giao hàng của Shopee Express cũng bị người mua phản ánh rất nhiều tiêu cực. Và theo như chị Chu Đệ Hoa, 26 tuổi, sống tại quận 8, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mình đặt một đơn hàng Shopee quốc tế và được vận chuyển bởi Shopee Express. Và đến ngày nhận hàng, thì chị Hoa nhận được thông báo đơn hàng đã bị hủy vì người giao hàng không thể liên hệ, mặc dù chị không hề nhận được bất kỳ cuộc gọi nào từ nhân viên giao hàng của Shopee Express. Và bên dưới bài đăng của chị Hoa, trong nhóm những người mua hàng trên Shopee cũng có rất nhiều các bình luận cho biết mình cũng gặp tình trạng tương tự, tức là những tình trạng giao hàng chậm, hủy đơn khi sử dụng dịch vụ của Shopee Express. Và mang tiếng là giao hàng nhanh mà nội thành ra ngoại thành 6 ngày mà hàng vẫn chưa tới, một người dùng Facebook có tên là Nguyễn Hồng Trang bình luận: thật sự thì mình không thể hiểu nổi, đặt hàng từ ngày 12 nhưng 4 ngày sau thì hàng vẫn đang xuất kho. Còn các bên đơn khác, các đơn đặt ngày hôm qua thì hôm nay đã giao và nhận xong rồi. Một người dùng có tên là Thanh Hàng bình luận: và thật sự thì mình không biết đơn hàng quốc tế sẽ mặc định là cho Shopee Express giao hàng, và khoảng 2 tháng trở lại đây thì mật độ giao hàng của Shopee Express thì nhiều hơn rất nhiều. Và trong khi đó thì thái độ của shipper lại cộc cằn với khách hàng và luôn giao vào thời gian nghỉ trưa, dù ghi chú là phải giao vào giờ hành chính. Có lẽ vì vậy mà tất cả các đơn trong nước còn được chọn đơn vị giao thì đều mình tránh là Shopee Express, dù những đơn vị khác thì phí có cao hơn, chị Hoa trả lời phóng viên. Và phóng viên đã liên hệ với Shopee và đại diện sang thương mại điện tử này ghi nhận và cho biết sẽ kiểm tra trong thời gian sớm nhất. Và tiếp theo chủ đề về Shopee Express thì có một câu hỏi mà có lẽ rất nhiều người đặt ra, đó là nếu mà Shopee Express giao hàng chậm thì những người mua hàng sẽ phải làm gì để có thể thúc đẩy đơn hàng của mình nhanh nhất. Và trong video ngày hôm nay thì mình chia sẻ anh em một số các cái tip mà mình có thể dùng để boost Shopee Express giao nhanh hơn cho các bạn. Ok, có thể nói rằng tình trạng Shopee Express giao hàng chậm đang diễn ra khắp mọi nơi trên khắp cả nước, nhất là từ khi Shopee đổi phương thức vận chuyển ưu tiên cho người nhà của họ, đó chính là Shopee Express nhận hết mọi đơn hàng. Và khi bị Shopee Express giao hàng chậm hơn dự kiến thì những người mua hàng sẽ phải làm gì để thúc đẩy hàng có thể nhanh nhất mình có thể nhận được, thì sẽ có một số cách dưới đây. Đầu tiên đó chính là chúng ta sẽ liên hệ trực tiếp với Shopee Express. Để liên hệ với số tổng đài của Shopee Express thì thông tin cũng mọi người có thể nhìn thấy trên màn hình. Chúng ta sẽ có một hotline là 1900 1221, gọi tất nhiên mất tiền. Và các bạn có thể gửi email, email thì mình sẽ cung cấp sau. Và website thì các bạn có thể truy cập trực tiếp là http://spx.vn, viết tắt của Shopee Express là spx.vn. Và thời gian làm việc thì tất cả ngày trong tuần, từ thứ hai đến chủ nhật và 24/7. Đó. Rồi. Và nếu bình thường, nếu các bạn các đơn hàng bình thường thì từ 1 đến 3 ngày thì các bạn đã có thể nhận được. Nhưng giờ đây thì có thể là 7 đến 8 ngày thì nếu với Shopee Express thì vẫn chưa thấy hàng hóa hay là sản phẩm mình mua đâu. Thì tốt nhất là các bạn có thể gọi tới số tổng đài của Shopee Express để hỏi thông tin và khiếu nại. Và chắc chắn là sẽ có nhân viên nhấc máy và kiểm tra đơn hàng cho các bạn. Và các nhân viên trên chăm sóc khách hàng của Shopee Express họ sẽ nhập cái mã BO và ưu tiên cái đơn hàng của bạn giao đến kho đích. Đó, ok. Đây, ví dụ nha, mình minh họa luôn, anh em ấn vào spx.vn này. Đấy, nó sẽ ra cái trang chủ của Shopee Express. Đây, anh em nhập cái mã đơn hàng các bạn vào đây. Đó. Đấy. Hoặc là anh em có thể gửi thư là hộp mail đây. Mail sẽ là chăm sóc khách hàng a@spx.vn. Còn ông nào rảnh thì ông có thể đến tầng 17 tòa nhà Sài Gòn Central 2, tổng 7 Lê Lợi, Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà thời điểm là Covid thì các bạn đừng có đến để làm gì. Tốt nhất mình có thể gọi điện thoại, số điện thoại mình vừa cung cấp, và gửi email. Ok. Rồi, sau khi các bạn hình thức đầu tiên là chúng ta tự chủ động liên hệ với Shopee Express rồi, thì hình thức thứ hai là các bạn có thể liên hệ với shop. Shop tức là người mua ấy. Rồi để có thể push Shopee Express giao hàng chậm hơn là nhanh hơn. Shopee Express giao hàng chậm thì
Cái này thì tất nhiên là do vận chuyển rồi, nhưng mà mình vẫn có thể hỏi lại như shop, và shop là dục hộ ở đơn vị giao hàng. Thì tất nhiên mình là người mua hàng thì mình không sẽ có những cái như là người bán hàng. Người bán hàng họ có cái dục nó khác, và người mua hàng nó có dục cái khác. Đó. Thì tốt nhất là mình vừa dục Shopee Fresh, và thứ hai là các bạn chủ động liên hệ với shop là nhờ đẩy nhanh shipper giao cái kèo cho các bạn. Thì các bạn vừa put, thưa các bạn put này, và thứ hai là người bán hàng họ put. Như vậy chúng ta sẽ có hai luồng dục. Thì tự khắc là Shopee Fresh sẽ biết là cái đơn hàng đây, bên này nó đang dục gom lắm, thì nó sẽ giao nhanh hơn cho các bạn. Rồi, và hình thức thứ ba, thì hình thức này mình nghĩ rằng cũng quan trọng này. Đó là các bạn liên hệ với Shopee. Các bạn phân biệt nhé, Shopee khác mà Shopee Fresh là hai đơn vị khác nhau. Thực ra tuy hai thì lợi một thôi. Ông Shopee là tập đoàn chung, còn Shopee Fresh nó là một công ty riêng của bên tập đoàn Shopee. Shopee như là cái tập đoàn JD.com, nó có cả Garena các kiểu ấy. Và nếu các bạn làm mọi cách rồi mà vẫn không liên lạc được đơn hàng thì các bạn hãy liên hệ với Shopee. Shopee thì chúng ta có khá nhiều cách liên hệ với Shopee, như là các bạn có thể chat trực tiếp với trên app này, trên web, trên Facebook, gọi hotline. Mình thường mình toàn chat về trên web, chat trực tiếp với nhân viên chăm sóc hàng trên ứng dụng, trên app của bạn luôn. Và nhân viên họ sẽ kiểm tra và chuyển thông tin put đơn vị vận chuyển giúp các bạn. Như vậy các bạn sẽ có 3 người put là các bạn này, shop và Shopee. Nhưng mà nói gì thì nói, thì với cái thời điểm như bây giờ ấy, thì tình hình Covid-19 nó quá phức tạp, và rất nhiều nơi bị phong tỏa, bị cách ly, rất nhiều thành phố thì không có xe chở hàng có thể ra vào. Và nếu bên vận chuyển mà họ bảo là họ bó tay không làm gì được, thì như thành phố là họ phải có giấy tờ như là giấy khám sức khỏe của lái xe này, rồi giấy kiểm tra y tế, nó rất là ngặt nghèo. Và nhiều khi chúng ta cũng phải thông báo cho Shopee Fresh là họ sẽ phải chờ sự cho phép của thành phố bị cấm đó thì hàng hóa mới vào được. Và một chút nữa là mình nghĩ rằng các bạn cũng nên tập làm quen dần với Shopee Fresh, luôn luôn là giao hàng chậm hơn dự kiến. Vì cái thông tin mà từ ngày 28 tháng 6 thì Shopee sẽ mặc định đơn vị vận chuyển sẽ là Shopee Fresh. Rồi, trên đây thì mình chia sẻ với anh em một chút thông tin về tại sao bây giờ tình trạng mua hàng trên Shopee bị hủy nhiều như vậy, chậm như vậy mà không biết phải làm gì. Nói chung là cũng chỉ ngồi giải bày với nhau là mua hàng mà chả nhận được hàng còn bị hủy. Rồi, một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Và nếu thấy video hay và ý nghĩa thì bạn nhớ like, subscribe của kênh và chờ đón các video tiếp theo. Mình sẽ chia sẻ nhiều video hơn về mua hàng trực tuyến. Xin chào, gặp lại.